Rồi, xin cảm ơn. Tức là bị lạnh trên bao lâu rồi? Dạ, thường xuyên lắm, mấy tạm cả 35 năm nay rồi, thì em hay là áp. Rồi vậy em? Dạ, và em thấy tạm dần từng tay lên nên nó nóng lên cái lại. Thế hồi nãy thầy chị em thì em tạm về mỏng, tại vì em bị té đó. Em té hết nóng á, mẹ em chống cái tay xuống là 3 tháng nay em bị đau lâu, cái này đau lâu. Mà em làm em kém nhẹ luôn. Nhưng mà tôi bảo rằng sáng mai là cô sẽ phải báo cáo. Ngày mai là rất tuyệt vời nhé. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn thầy Vĩnh Nghiêm. Và em chỉ mới bị có một tuần nay thôi, tự nhiên một nửa người của em bị coi như là đau, và tự nhiên cái chỗ này nó cứng lại, và một bên đây nó rất là bị cứng. Nhưng hiện bây giờ thì thầy mới chỉ cho em thì em mới cảm thấy là nó có thể là nó chuyển biến rồi. Nhưng bây giờ thì em thấy nó hơi đỡ một chút thôi, chứ còn chưa. Nhưng mà sáng mai mới là nhiều. Dạ vâng. Thì em thấy là đây là một nhân duyên, và em cũng cảm ơn tất cả mọi người là nên đến để học và truyền đồng cho nhau, để cùng nhau giữ gìn chức sức khỏe của mình, và sức khỏe là vàng. Và đây cũng là một cái nhân duyên để bọn mình được gặp nhau, và cái nhân duyên của thầy sáng úp. Em cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn chị. Tôi thì đúng ra đau cái phía sau thường xuyên với lại nó lạnh. Còn một, tôi có thể lạnh mấy tháng nay á, thật sự tôi nói là đúng rồi. Mấy tháng nay tôi lạnh dữ lắm, mà có cái đau một chút. Tôi thấy ấm, người mà ấm lên tới cái mặt luôn á, cái đầu luôn. Thì tôi phát một rất là ăn với lại cái tay. Cái tay cũng bị đau mà tôi làm thì nó nhẹ. Bởi vì thành ra cái phương pháp mà tôi thấy rất là hay á, mình cũng có cái cơ duyên mà gặp thầy đến đây là dạy cho mình học những cái bài học để tự mình trị thân mình, thì tôi thấy rất là tốt. Thì các anh các vị phải theo học cái này rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn thầy Vĩnh Nghiêm. Tôi cái tay tôi đã là 5 năm nay rồi, tôi không có bao giờ được sáng nó xuất viện đó, thì không bao giờ được ra thì phải được gặp tay gái. Nhưng bây giờ tôi không khác như được. À, hay quá. Rồi, xin cảm ơn. Tác động đến tất cả chúng ta, không chờ. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.